Rồi, cái bài cơ bản đầu tiên là xong. Giờ mình tiếp tục mình qua coi nó có gì không nè. Bài số 2. Bài số 2 mà đọc đề cùng với anh nè. Viết chương trình nhập vào một cái phân số. Hãy cho biết phân số đó là phân số âm hay là phân số dương hay là phân số bằng 0. Nha. Âm hay dương hay bằng 0. Vậy thì bây giờ lập tức bạn biết được cái bài này bạn sẽ có những cái lớp gì bạn. Nhớ cho anh là khi mà đọc phần cái bài, nguyên tắc làm sao biết được cái nào là lớp, cái nào là danh từ, cái nào là lớp. Phân số sẽ là một lớp. Và cái lớp phân số thì ai cũng biết nó sẽ có tử mẫu. Rồi, khi nhập dữ liệu không ai nói nhưng mà cũng phải biết mẫu khác không. Không được nhập mẫu bằng không. Nha. Rồi, ý tưởng các bạn biết làm sao phân số nó âm hay dương hay là bằng không. Đơn giản lấy tử mẫu nhân nhau hay là lấy tử chia mẫu là kết quả. Và kiểm tra luôn cũng được. Đó. Chứ có những đứa nó làm bằng cách quy đồng rồi biến đổi thì tùm lum. Cứ lấy hai cái chia nhau ra số kết quả là kiểm tra luôn cho nha. Bài số 2 nha. Cái đó chưa học operator. Nhưng mà anh sẽ bắt các bạn làm một cái bài như thế này. Bài số 2 là kiểm tra âm dương hay bằng không. Sau khi làm được bài số 2 rồi, anh muốn phát triển cái bài số 2 lên một cái bước tiếp theo. Đó là nhập vào hai phân số AB, tính tổng, hiệu, tích và thường của nó. Được không? Sửa lại đàn chút nha. Làm thêm một cái yếu tố đó, tính tổng, hiệu, tích, thường. Bài 2 làm thêm nè. Tính nè, tổng nè, hiệu nè, tích nè, thương nè. Và kết quả phải xuất ra ở dạng được rút gọn. Tổng hiệu tích thương kết quả phải xuất ra ở dạng được rút gọn. Tức là giả sử như kết quả là 2 phần 4 thì sẽ xuất ra là 1 phần 2 á. Rồi nha, là bài số 2. Tạo một project mới. View solution. Project bài 2. Visual chi cộng cộng, empty project. Bài 2, ok. Add new item, thì cộng cộng file. Main.cpp. Đó. Rồi, lít phải vô cái project bài 2. Lít phải project chọn add class, C cộng cộng class, add. Đặt tên cho nó là phân số. Thì nó sẽ lập tức ra cái chấm h và chấm cpp và bấm finish. Xong, nó ra hai cái. Thấy không? Thấy hai cái không? Rồi qua bên phân số chấm h, xóa cho anh hai cái dòng này đi. Qua cái phân số chấm cpp, xóa hai cái này đi. Lưu nó lại. Đó, xong rồi. Bây giờ mình cài đặt cho nó trước cái yêu cầu là tổng gì đó. Bằng không hay dương hay âm gì đó nha. IO stream using name space std. Rồi. Nó sẽ có thành phần thuộc tính của nó là write bit là tử mẫu, tử số, mẫu số. Rồi. Hành động của nó là gì? Phương thức nè. Cơ bản nhất là phải nhập xuất. Void nhập. Void xuất. Cơ bản nhất là nhập xuất cái đã. Rồi bây giờ nè, kiểm tra là âm hay dương hay bằng không. Đơn giản mà làm như thế này nè. Cái này plus kết quả phân số. Plus kết quả phân số tức là anh ý anh muốn là trả ra cái kết quả của nó, từ đó mình biết âm hay dương hay bằng không. Nha. Đây là mình đang khai báo cái phương thức. Khai báo cái phương thức. Bây giờ qua đây định nghĩa nè. Nhìn nha, định nghĩa nè. Kiểu dữ liệu void, tên lớp, phân số,
hai dấu hai chấm, tên phương thức nhập. Void phân số xuất. Plot phân số kết quả phân số. Cái này mình nên đặt cho nó cái tên là tính kết quả phân số nha bạn. Biết tại sao không? Cái nguyên tắc trong lập trình đó là cái hàm, hay nó còn gọi là phương thức á, phải là động từ. Nguyên tắc trong lập trình nhá, hàm hay gọi là phương thức á, phải là một cái động từ nha bạn. Nếu bạn để là cái danh từ là sai rồi. Tính kết quả phân số. Có nhiều người cứ nói đây là lý thuyết, anh Sơn lý thuyết nhiều quá, không phải đâu. Khi nào lớn mà sẽ hiểu là gì. Nha, cứ chờ đi. Rồi, nhập vào bình thường thôi, cout, nhập tử, nhập mẫu. Cin, tử số, mẫu số thì cho nó vô cái do while nè. Mẫu số thì sao? Phải khác không? Nếu như nó bằng không thì sao? Bị lặp lại. Nếu nó bằng không, bắt nhập lại. Ở trong while là cái điều kiện khiến cho nó bị lặp lại. Nha, cout, nhập mẫu. In mẫu số. Rồi, nếu mà mẫu số bằng bằng không, báo lỗi cho nó. Mẫu số phải khác không, xin kiểm tra lại. Phải khác không, xin kiểm tra lại. Đó, đó là mình đã nhập xong được tử và mẫu của nó. Giờ xuất ra nè. Xuất ra thì xuất cho nó cái dạng giống như là bình thường đi. Xuất ra nè, tử số, một cái dấu sẹt, rồi mẫu số. Tử sẹt mẫu, đúng không? Kết quả là gì? Return tử số chia mẫu số. Đó. Ê mà tử mẫu đang là kiểu gì đây? Kiểu in đúng không? Hai cái chia nhau thì chỗ này sao đây bạn? Ép kiểu để cho nó ra số thật nha. Được không? Giả sử 1 chia 2 sẽ ra 0.5. Rồi, bây giờ qua hàm main mình thử nè. Qua hàm main mình thử nghiệp. Include lại cái phân số .h. In main System bound. Return 0. Phân số PS1. Tạo ra một đối tượng PS1 từ cái lớp phân số. PS1.nhập. PS1.xuất. Nha, rồi. Chạy lên. 1, 2 thì sẽ ra là 1 phần 2 nè. Thấy không? Rồi à, nhập xuất rồi, bây giờ mình thử kết quả phân số nè. Nhìn nè. Plus KQ sẽ bằng PS1 chấm tính kết quả phân số. Plot KQ bằng PS1 chấm kết quả. Nếu KQ lớn hơn 0 thì mình cout ra là cout ra PS1 lớn hơn 0. Ngược lại nếu KQ bé hơn 0 thì cout ra PS1 bé hơn 0. Ngược lại nếu thì bây giờ cuối cùng là ngược lại. Ồ, chỗ này chữ K viết hoa. Cuối cùng là ngược lại, tức là trường hợp gì? Lớn hơn 0, bé hơn 0 thì trường hợp ngược lại là gì? Là bằng 0. Nếu ngược lại, nếu cuối cùng nó có một dòng ngược lại, có nghĩa là ngược lại này sẽ là ngược lại của hai trường hợp trên, thì CL ra PS1 bằng 0. Đó. Rồi chạy thử lên. Thử ra 1 phần 2 là lớn 0 đúng không? Nếu mà 1 mẫu là 0, báo lỗi bắt nhập lại. Trừ 3 thì là PS1 bé hơn 0. Ủa thấy nó kỳ không? Thấy cái gì nó lạ không? Tự nhiên 1 phần trừ 3 thì theo nguyên tắc là cái gì? Nó sẽ bỏ trừ 3 lên. Nó sẽ bỏ trừ lên cái dấu số 1. Còn 3 nó sẽ là số dương. Làm cho nó đẹp đi bạn. Ở trong cái phương thức xuất á, bạn quy tắc cho nó vậy nè. Nếu mẫu số bé hơn 0 thì đồng thời mình nhân mẫu và tử cho trừ 1. Mẫu nhân bằng trừ 1,
tử nhân bằng trừ 1. Để cho tử với mẫu nó đều nhân với trừ 1 hết, cho nó mẫu biến thành dương. 1 phần trừ 5 thì là trừ 1 phần 5. Bạn thấy không? Được không? 1 phần trừ 5 thì nhân trừ 1 vô tử, nhân trừ 1 với mẫu là trừ, mẫu biến thành dương, tử là âm, bé 1 nhỏ hơn 0. Nếu giờ tử là 0, mẫu là 5 thì là kết quả là bé 1 bằng 0. Rồi, giờ chưa nữa. Hồi nãy mình có cái gì đây nè? Rút gọn phân số. Nãy giờ anh nói gì bạn Dương có nghe được không vậy? Mấy bạn Dương có nghe được không? Phải không? Bấm phải nghe được gì? Thật ra là ngồi trên này giáo viên thấy hết chứ bộ. Chẳng qua là không nói thôi. Thành ra là lúc đi, lúc mà anh bắt đầu anh dạy rồi anh mới biết được ngày xưa mình làm gì ở dưới là giáo viên biết hết. Chẳng qua là không muốn nói thôi. Tự nhiên cái gì đây? Sao bài buổi 4 có 2 tiếng về anh tự nhiên thấy tuổi, tức là cái bài buổi trước á, nhắn tin thấy tuổi. Rồi nha, bây giờ anh làm cái gì ở đây ta? Tính làm cái gì? À, rút gọn. Nó kêu là phải rút gọn. Rồi, bây giờ anh xử lý cái rút gọn trước đi bạn. Cái rút gọn phân số bản chất là sao đây? Tử và mẫu chia cho ước số chung lớn nhất của nó. Cái nguyên tắc nha, bạn đã không biết coi là công thức. Ví dụ như á, phân số mình là 2/4 thì cái ước chung lớn nhất của 2 và 4 là 2. Nó lấy 2 chia 2, 4 chia 2 thì được là 1/2. Đó, nguyên tắc rút gọn. Lấy tử và mẫu chia cho ước số chung lớn nhất của chúng. À, khi mà mới qua học cái hướng đối tượng, các bạn nhớ thay đổi cái tư duy cho anh một chút nha. Bạn nhìn nè, đứng ở cái hàm nhập, bạn nhập vô tử số, mẫu số, xuống cái hàm xuất, bạn xuất ra tử mẫu, nó hiểu không? Nó hiểu chứ. Bạn nhập 1/2 xuất ra nó vẫn là 1/2. Ở cái hàm xuất, bạn thay đổi lại tử mẫu xuống dưới này, bạn xuất ra nó có hiểu là thay đổi không? Hồi nãy á, bạn thấy 1/-5 thì là nó vẫn biến thành -1/5, cũng hiểu luôn. Ở đây bạn thay đổi nó không hiểu. Và bạn để ý một điều là cái điều là khác biệt so với hồi lập trình hàm. Hồi lập trình hàm của mình á, có nguyên tắc là nếu muốn thay đổi thì cái tham số truyền vào phải là tham gì? Tham chiếu. Còn nếu tham trị nó sẽ không thay đổi. Còn nhớ nguyên tắc là cho anh, ở bên lập trình hướng đối tượng thì tất cả đều là tham chiếu hết, không có tham gì, không có khái niệm tham trị. Khi bạn đứng ở trong cái hàm nhập, bạn có cái tử mẫu. Bạn đứng trong hàm xuất cũng có tử mẫu. Đứng trong cái hàm tính kết quả cũng có tử mẫu. Thì cái tử mẫu này đều là tham chiếu hết, bởi vì nó đều nằm bên trong cái lớp phân số. Cho nên là bạn có thể truy xuất tử mẫu, nó đều là tham chiếu hết. Tức là đứng ở một cái hàm nào bạn thay đổi nó không thay đổi được. Đứng ở một vị trí bất kỳ trong một cái phương thức nào, bạn thay đổi tử mẫu là nó cũng thay đổi luôn trên cả toàn bộ chương trình. Nhớ cho nguyên tắc này nha. Hướng đối tượng là như vậy đó, thay đổi hết. Bây giờ rút gọn nè, lấy tử và mẫu chia cho cái ước số chung lớn nhất của chúng. Rồi, bây giờ anh sẽ tạo ra một cái phương thức gọi là phương thức rút gọn. Một cái phương thức rút gọn để cho cái lớp phân số nó sẽ, khi mà cần gọi cái rút gọn là tự khắc nó rút gọn ra được. Giờ nhìn nè, anh cài đặt cho cái rút gọn nha. Ở dưới này, kiểu dữ liệu, tên lớp, 2 dấu 2 chấm, tên phương thức rút gọn. Cái rút gọn này nó cần sử dụng tới cái gì bạn? Một cái hàm tìm cái gì? Ước số chung của nó. Ủa bị sao vậy? Mới tắt hả? Nó mới tắt hả? Chắc do cái dây á. Không sao. Cái hàm rút gọn nó cần phải gọi tới cái hàm là tìm ước chung lớn nhất của tử mẫu, rồi từ đó nó mới chia ra được. Vậy thì bây giờ ở đây nè, mình có hai cách để viết hàm ước chung lớn nhất. Cách thứ nhất là mình viết cái hàm ước chung lớn nhất nằm ngay bên trong cái lớp phân số luôn. Cách thứ hai là mình coi nó là một cái hàm bổ trợ thêm thôi. Mình có thể coi là một hàm bổ trợ vô. Làm như sau. In tìm ước chung lớn nhất. In A, in B.
Rồi, bạn nào còn nhớ ứng dụng có nhớ là gì không? Nhìn nha, giả sử nè, 3 chia hết cho 1, 3 6 chia hết cho 1, 2, 3, 6. Suy ra ước chung lớn nhất của 3 và 6 là. Bắt đầu bạn nhìn nè, đã gọi là chung, chung nha, tức là hai thằng đều phải có chung cái đó. Và lớn nhất, tức là bạn sẽ đi xét từ cái lớn nhất trở về. Nếu như bạn xét cái ước chung lớn nhất theo cái hàng 6 á, thì chắc chắn là hàng 3 sẽ không bao giờ có. Cho nên cái nguyên tắc khi xét cái ước chung của hai số thì họ sẽ tìm ra cái số nhỏ nhất của hai số đó và họ lấy cái hàng đó làm mốc và xét. Ở đây 3 với 6 thì 3 nhỏ hơn, lấy 3 làm mốc. Bắt đầu bạn đi liệt kê từng cái số mà 3 nó chia hết theo thứ tự giảm dần, tại vì bạn đang xét lớn nhất, các bạn nó xét từ lớn về bé đi. Thằng nào mà đồng thời hàng 6 nó cũng chia hết thì đó là ước chung. Ví dụ bạn thấy hàng số 3 nè, 6 nó chia cho 3 có, cho nên 3 là ước chung của tụi nó. 6 chia cho 3 thì 3 là ước chung đó. Nếu như thử nha, thử thế này nè, giả sử như bây giờ số 4 với số 10 thì 4 chia hết cho số nào bạn? Chia hết cho 1, 2, 4. 1,2,4. 10 chia hết cho mấy? 1,2,4. Không, cũng không cần xét chia hết nữa. Giờ đơn thuần vậy nè, giữa 4 với 10 bạn thấy 4 nhỏ hơn đúng không? Bạn xét những cái số mà 4 nó chia hết, bắt đầu từ nó trở xuống cho đến 1. Lấy 10 kiểm tra, nếu 10 chia hết cho 4, chia hết cho bất kỳ cái số nào mà nó chia hết được thì đó chính là ước chung. 10 chia hết cho 4 được không? Không. Lùi xuống 10 chia hết cho 2 được không? Được. Vậy thì hai này nó sẽ có ước chung lớn nhất là 2. Cái nguyên tắc tính đó, bạn hiểu cái tính không? Rồi, ok. Số âm theo nguyên tắc là không được đúng không? Số âm theo nguyên tắc là không được, đúng không? Âm theo nguyên tắc là không có được. Thành ra bạn nhớ nè, nếu như mà cái hàm tìm ước chung lớn nhất của bạn mà cần tìm ước chung lớn nhất của tử mẫu, giả sử nha, trừ 2/4 thì mình cũng phải tìm ra được nó là số 2, để rồi lấy trừ 2 chia 2 là trừ 1, 4 chia 2 được 2, kết quả là trừ 1/2. Thành ra bạn kiểm tra nếu như mà AB có một cái nào đó nó âm, biến thành dương. Cái hàm tìm ước chung lớn nhất này bạn đang tìm cho cái thằng tử mẫu của cái hàng phân số. Thành ra bạn kiểm tra nếu AB truyền vào thằng nào là âm thì biến nó thành dương, để đảm bảo quá trình tìm ước chung nhất được đúng. Hả? Âm là những ước chung nhất âm được em? Âm đâu có được. Mất kiến thức căn bản về toán học. Rồi, thành ra bạn làm cái này nào. Đầu tiên nếu A nhỏ hơn 0 thì làm sao? A nhân bằng trừ 1. Nếu B nhỏ hơn 0 thì sao? B nhân bằng trừ 1, đúng không? Để biến chắc chắn được là AB bằng dương cái đã. Bởi vì bạn thấy á, trừ 2/4 thì nó sẽ biến trừ 2 thành 2, là ra 2/4. 2/4 thì sẽ là ra ước chung nhất là 2. Từ đó chia cho dễ. Đầu tiên là quy chuẩn về dương. Sau đó bạn nhìn nè, quá trình xử lý nè. Đầu tiên tìm min max của hai thằng đi. In min bằng a nhỏ hơn b chấm hỏi a 2.b. Tìm ra min. Rồi tìm ra max luôn. Tìm ra min max. Rồi. Bạn nhìn nè. Một cái số n sẽ chia hết được cho những số nằm trong đoạn từ 1 tới 9 nó. Cụ thể là những số nào? Ví dụ như anh nói số 10 nha, thì ai cũng biết 10 chia hết cho 1, 2, 5, 10, đúng không? Nhưng mà một điều như thế này nè, ngoại trừ việc chia hết cho chính nó là số 10 luôn, thì trong đoạn từ nó chia 2 cộng 1 cho tới nhỏ hơn nó không chia được. Tức là không bao giờ có trường hợp số 10 chia hết cho những số nằm trong đoạn từ 6 tới 9. Và tương tự như vậy, số 100, 100 có thể chia hết cho các số từ 1 tới 50 và chia chính cho nó là 100,
Còn những số nằm trong đặt từ 51 tới 99 nó không bao giờ chia hết. Cái nguyên tắc trong cái toán học. Bạn hiểu nguyên tắc này không? Nếu như bạn không nắm nguyên tắc này á, thì bạn phải cho một vòng lập for nó chạy từ 1 tới n hay từ n về 1. Như vậy thì bạn phải xét rất là dở. Dở ở chỗ là bạn phải xét những cái trường hợp không đáng có. Ví dụ như 1000. 1000 thì nó chỉ chia hết cho các số nằm trong đặt từ 1 tới 500. Và chính nó là 1000. Còn các số nằm trong đặt từ 501 cho tới 999 nó sẽ không chia hết được cho bất kỳ một số nào trong đặt nó hết. Có thể bạn không biết. Phải không vậy? Bộ nói này nhiều lạ lắm không? Một số n sẽ không thể nào chia hết cho đoạn, cho những số nằm trong đoạn từ n chia 2 cộng 1 cho tới n trừ 1. Nhớ nguyên tắc này của mình nha. Không chia hết cho các số nằm trong đoạn gì? Nằm trong đoạn n chia 2 cộng 1 đến n trừ 1. Ví dụ như là 1000 sẽ không chia hết cho các số nằm trong đoạn từ 1000 chia 2 là 500, 500 cộng 1 là 501 cho tới 1000 trừ 1 là 999. 1000 sẽ không chia hết cho các số nằm trong đoạn từ 501 cho tới 999. Nhớ điều này cho nên mình xét dễ hơn. Nhìn nha. Anh đã có min max rồi. Thì anh sẽ nắm cái hàng min, anh biện luận theo nó để coi thằng max nó có lần được chia hết được cho hàng min hay không. Làm như sau. Nếu mà ngay lập tức max nó phần trăm min mà bằng bằng 0, giống như là 6 mà phần trăm 3 vậy đó, thì bây giờ ước chung lớn nhất là gì? Là 3 là min, return là min. Đó là trường hợp khá đơn giản. Còn nếu không á, thì bạn phải làm thế này. For in y bằng min chia 2, y lớn hơn hay bằng 1, y trừ trừ, chạy từ cái số lớn về số nhỏ. Và trong quá trình đó bạn xét, nếu mà đồng thời cái min nó chia hết cho y bằng 0 và đồng thời max nó cũng phần trăm cho y bằng bằng 0, tức là min và max cùng chia hết cho một số, thì bạn sẽ return lại cái y đó. Tệ nhất là 1 đó bạn. Tệ nhất là 1 đó, là nó sẽ có. Rồi, hiểu cái làm này của anh không? Chạy từ cái min chia 2 về đến 1, nếu mà cái biến nào đó mà min chia hết đồng thời max cũng chia hết thì đó chính là cái ước. Rồi. Rồi xong, bây giờ bạn làm đơn giản như này. Ở cái bước rút gọn nha, nhìn nè. Rút gọn. Tử số chia bằng ước chung lớn nhất. Gọi là cái hàm của hàm gì? Tìm ước chung lớn nhất, truyền vào tử số mẫu số. Mẫu số chia bằng tìm ước chung lớn nhất, tử số phẩy mẫu số. Rồi, đó là rút gọn. Thử nha. Thử ra được không? Qua hàm main. Nhìn nào. Cao phân số sau khi rút gọn là lấy PS1 chấm rút gọn và lấy PS1 lại gọi tới cái hàm xuất để thoát ra nó. Thử nha, chạy lên. Bạn coi nè. 5 phần 10 thì nó sẽ còn lại là 1 phần 10. Đúng hay sai? Sai đúng không? 5 phần 10 thì nó còn lại là 1 phần 10. Anh đảm bảo với các bạn là cái hàm tìm ước chung lớn nhất của anh nó không hề sai. Nó chỉ sai ở cái chỗ rút gọn, trong cái phương thức rút gọn thôi. Có bạn nào nhìn ra được tại sao nó sai không? Anh đảm bảo nó chỉ sai ở trong hàm này thôi. Còn ở cái hàm rút gọn chắc chắn không sai. Hàm rút gọn nó xử lý khá kỹ rồi. Xử lý cho nó âm thì biến thành dương. Rồi min max, nếu max chia cho min thì min. Nếu không thì chạy từ min chia 2 về 1. Nếu hai số đồng thời min max chia hết, trả về một số, y bất kỳ. Chắc chắn là nó chỉ sai ở trong hàm này thôi, trong cái phương thức rút gọn này thôi. Bạn nào tìm ra được cái chỗ sai của nó không? Tại sao 5 phần 10 thì sẽ ra 1 phần 10? Vì sau khi trải qua cái dòng lập đầu tiên thì sao? Tử số nó thay đổi. Cho nên khi nó truyền cái tử xuống đây nè, nó làm thay đổi luôn rồi. Nó sẽ sai. Mình phải làm cách nào đây? Gán một biến tạo.
Rồi, chỗ này mình sẽ chia cho cái biến tạo. Rồi, chia như vậy đó là nó thay đổi được nha. Bởi vì anh nói rồi, lập trình hướng đối tượng là nó là tham chiếu hết, thay đổi được hết. Rồi coi nha, 5/10 thì đúng không bạn? 1/2. Thử tiếp. -5/10 -1/2 đúng không? Đúng không? Rồi, thử tiếp. 5/-10 thì sẽ là -1/2. Cũng bình thường. -5/-10 thì sẽ là 1/2. Đó. 3/7 thì vẫn là 3/7. 3/9 thì sẽ là 1/3. Vậy là rút gọn được không bạn? Rút gọn được không? Được ha. Thấy anh cài đặt xong, đây là cái bước tìm ứng chung lớn nhất của nó, quy đổi về số dương, xử lý tiền min max, rồi kiểm tra nếu max chia hết trả về min, còn nếu không thì cho vào mặt trạng tiền min chia 2/1, rồi kiểm tra nếu hai cái đồng thời chia hết trả về y. Anh áp dụng theo cái tư duy lập trình của mình để làm. Tuy nhiên ở trên giang hồ nó có một cái thuật toán khác. Nếu mà áp dụng cái thuật toán này thì nhanh hơn. Cái ý tưởng thuật toán này như thế này nè bạn. Giả sử thế này nha, số 5 với số 10 nha. Đầu tiên á, nó thấy được là, ví dụ như anh gọi A bằng 5, anh gọi B bằng 10, nó thấy được là B đang lớn hơn A đúng không? Tức là nó thấy được là A với B có sự khác nhau, và cụ thể là B đang lớn hơn A. Thì nó sẽ lấy nè, nó sẽ lấy B bằng B trừ A. Tức là B sẽ bằng 10 trừ 5 thì sẽ bằng nhiêu? Sẽ bằng 5. Lúc này A bằng 5, B bằng 5. Nó kiểm tra lần nữa, nó thấy được là AB lúc này đã bằng nhau rồi, cho nên nó trả về kết quả là một trong hai số bất kỳ, bởi vì nó bằng nhau mà. Thử số khác nè, ví dụ như A bằng 4 và B bằng 6. Đầu tiên nó thấy được là A với B khác nhau, và cụ thể đang là B lớn hơn A. Nó lấy B bằng B trừ A, tức là B bằng 6 trừ 4 là B bằng mấy? B bằng 2. Lúc B bằng 2 á, thì A nó vẫn đang là nhiêu? A vẫn là 4. Và nó thấy được là A với B vẫn đang khác nhau, và cụ thể lúc này là A đang lớn hơn B. Nó lại lấy A bằng A trừ B, tức là thằng nào lớn hơn thì lấy thằng đó trừ thằng kia, rồi cập nhật lại. Sau khi A bằng A trừ B, tức là 4 trừ đi 2 là bằng 2. Lúc này B nó cũng bằng 2. Lúc này AB đã bằng nhau. Vậy thì lúc này nó trả về một trong hai số bất kỳ, đó chính là ứng chung lớn nhất. Cái ý tưởng thuật toán là như vậy nha. Bây giờ anh xử lý cho bạn coi chỗ này nè. Lúc này nè, bỏ hết mấy cái bước xử lý này của anh đi, đóng lại. Nó làm như thế này nè. Y A khác B, A khác B thì mới lập. Nếu A lớn hơn B thì A trừ bằng B, tức là A bằng A trừ B. Còn ngược lại là B bằng B trừ A, tức là B trừ bằng A. Cuối cùng sau khi thoát ra khỏi vòng lập là AB đã bằng nhau. Nó return cái nào cũng được, A hay B cũng được, vì lúc này A bằng bằng B. Hiểu không? Rồi, chạy lên. 5/10 1/2. Hiểu không? Đó. Tuy nhiên cái thuật toán này đã được chứng minh ra rồi. Còn nếu như bạn không nhớ thuật toán này thì bạn làm giống các anh chỉ nè. Làm giống mà tiểu học mình được học, từ đó mình tư duy ra mình làm. Hai cách này cách nào cũng có ưu điểm nhược điểm của nó hết. Có những trường hợp cái cách của anh sẽ nhanh hơn cách kia, có những trường hợp cách kia nhanh hơn cách anh, cho nên cái trường này là không xác định được nha. Có trường hợp cách của anh nhanh hơn. Ví dụ thử thế này nha. Bạn thử thế này đi. 100 với 1 triệu. Số 100 với số 1 triệu. Thì cái cách của anh á, ngay lập tức nó thấy trường hợp gì mà? Ngay lập tức cách của anh nó thấy trường hợp gì? 1 triệu chia cho 100 không? 1 triệu có chia hết cho 100 không? Có. Lập tức nó trả về 100 là ứng chung nhất đúng không? Một nốt nhạc. Trong khi nếu dùng cách này, 100 với 1 triệu, 1 triệu lớn hơn 100, 1 triệu và 1 triệu trừ 100 là sẽ là còn lại như vậy. 9 triệu. 900 rồi, phải 1 triệu trừ là 900 thôi. Đúng không? Rồi,
tiếp tục 900 lại lớn hơn 100, lại trừ đi còn 800, 800 trừ đi còn 700, phải trừ bao nhiêu lần vậy? Trừ hết 10 lần, chạy 10 lần vòng lại. Trong khi đối với bên các quan đó là ngay lập tức trả lại kết quả liền. Thấy sự khác nhau không bạn? Thành ra không phải lúc nào các quan, các qua các của nó cũng hay mà các anh dở. Có trường hợp ngược lại, thử tìm trường hợp ngược lại coi. Trong trường hợp vừa rồi là 100 và 1 triệu là các quan nó ngon hơn đúng không? Thử tìm trường hợp ngược lại, 4:6 đi, 4:6 học số to lên, 8:10 đi, 8:10 học cũng được. Thử tìm một số khác đi, ví dụ như là 4:5, 4:5, 4:5 thì các quan á nó chạy vòng lặp từ 4 chia 2 là 2 về tới 1 2 1 2 về 5 4 là 4:1 3, cái đó cũng dễ hơn. Có trường hợp các kia sẽ ngon hơn, mà cứ tìm thử trường hợp test đi nha. Thành ra bạn nên nhớ là cách nào cũng đều có cái ưu điểm và khuyết điểm của nó hết, tùy lúc bạn cài đặt ra sao thôi. Anh lấy ví dụ rồi đó, hiểu không? Cách này chắc chắn nhiều bạn biết nè. Lúc mà anh đang dạy cách này là anh thấy nhiều đứa nó bắt đầu nó ngồi nó hỏi là ủa sao sơ không dùng cách này, đúng không? Thế nào dưới lớp cũng có đứa nghĩ vậy, đúng không? Đúng không? Anh đúng tiêu đề nào, đúng không? Hả? À đúng không? Đó, anh dạy cả hai cách để hình dung cho bạn coi. Rồi, vậy là cái bài toán rút gọn là được rồi đúng không? Giờ tới cái vấn đề chính bạn, tổng hiệu tích thương của hai phân số. Cần phải cho các bạn thoát khỏi cái tư duy hồi cái trước một chút. Nếu như mà ở cái hồi bên trước á, bạn sẽ làm, muốn tính được tổng hai phân số đi, thì ở bên trước á, bạn phải làm cách nào? Bạn sẽ truyền vào hai cái tham số là phân số 1, phân số 2, rồi sau bạn tính tổng đúng không? Nếu như bên trước bạn sẽ làm cái điều này nè. Ví dụ nha, ví dụ nè, kết quả trả về của tổng là một phân số mới, tức là phân số tính tổng phân số VS1, phân số VS2. Anh mới nghe một cái giọng nữ dễ thương ở ngoài, đúng không? Rất là dễ thương đúng không? 30 được hả? Đó, nếu như mà tính tổng á, ở bên trước bạn sẽ làm như thế này nè. Bạn sẽ có một cái hàm trả về một cái phân số và cái tên hàm là tính tổng, và bạn truyền cái tham số vào là phân số 1, phân số 2, đúng không? Hồi bên trước bạn sẽ làm như vậy. Nhưng bên này bạn bỏ cái tư duy đó đi. Ở bên này bạn nhớ cho anh điều này nè. Ở bên này á, khi bạn muốn gọi tới một cái phương thức nào đó là bạn phải lấy một cái đối tượng hiện tại bạn chấm tới, thì nó đã cho sẵn bạn một cái đối tượng hiện tại rồi. Ví dụ ở bên trước đó, lúc mà bạn ở hàm em bạn phải làm thế này nè. Bạn sẽ có thế này, PS1, PS2 đúng không? Rồi bạn sẽ làm là thế này nè, tính tổng PS1, PS2. Đó là bên hồi bên trước. Còn bên hướng đối tượng á, còn bên hướng đối tượng là đã mặc định có một cái đối tượng hiện tại gọi tới, tức là bên hướng đối tượng bây giờ bạn sẽ không còn là tính tổng PS1, PS2 nữa, mà nó sẽ là thế này nè, PS1 chấm tính tổng PS2. Đó, bên hướng đối tượng thì á, bạn muốn gọi được tới cái tính tổng là một cái phương thức, bạn phải lấy cái đối tượng bạn chấm tới là PS1 chấm tới một cái. Thì bây giờ ở bên trong này nè, bạn chỉ cần để cái chữ PS2 đi thôi là tự khắc nó hiểu là PS1 tính tổng với PS2, bạn không cần phải để hai cái nữa. Nếu như đứa nào mà nó làm cái hướng đối tượng mà nó để như thế này nè, là nó chưa hiểu về hướng đối tượng. Nếu như đứa nào làm hướng đối tượng mà nó để PS1 chấm tính tổng mở ngoặc PS1 PS2, tức là giống như cái hồi bên trước á, là nó chưa hiểu bản chất hướng đối tượng. Ở đây nó không để như vậy mà nó bỏ đi, chỉ cần để PS2 thôi. Bởi vì ở trước đó nó đã có PS1 ở trước rồi, bạn chỉ cần lưu ý tới cái PS2 ở đây thôi. Nó tương tự như vậy nè, nhớ cho anh nha, hiểu không? Bởi vì nó đã có PS1 gọi tới ngay lúc đầu rồi, cho nên bây giờ chỉ cần mỗi một cái PS2 bên trong thôi là nó hiểu là lấy PS1 cộng PS2. Thay đổi cái tư duy ra một chút nha. Bên này cứ nhớ nè,
muốn gọi được một cái phương thức ra là phải có một cái gì đó chấm tới. Mà cái gì đó chấm tới là nó đã có cho sẵn cái đó rồi. Bạn chỉ cần làm những cái nào còn thiếu thôi, là thiếu mỗi PS2 thôi. Hiểu không nha? Hả? Nếu như mình có nhu cầu tính tổng 3 phân số hay 4 phân số hay 5 phân số, không có ai lại đi viết tính 3 phân số, 4 phân số, 5 phân số hết. Cơ bản muốn tính 3, 4, 5 đều được xây dựng dựa trên 2. Nếu như em muốn PS1 cộng PS2 cộng PS3 đúng không? Thì đầu tiên em lấy tổng của PS1 cộng PS2, sau đó lấy kết quả tổng đó tiếp tục cộng với PS3 nữa. Chứ không có ai lại đi viết ra một cái hàm mới ra. Cái điều đó cực kỳ tránh. Không có ai lại viết ra một cái hàm mới hết. Họ chỉ cần đi từng cặp với nhau thôi. Nha, hiểu được chỗ đó cho anh không? Rồi, được không? Phải không? Rồi. Nói đi cầm. Em muốn giống như bây giờ em so sánh đi. Không phải là tính tặng nữa. So sánh là em muốn dùng cái thông số đó để tính toán tiếp. Em phải đi tin gì tin. Rồi, giờ làm nè. Từ từ nha. Rồi, hiểu được cho anh cái bản chất chỗ này không bạn? Hiểu nha. Tức là khi bạn khai báo ra một cái phương thức là nó đã mặc định là có một cái gì ở trước đó rồi. Bạn nhìn vô đây nè. Bạn nhìn vô khai báo nè. Khi bạn có một cái phương thức là rút gọn nè, thì bạn phải hình dung trong đầu là khi bạn gọi cái rút gọn này ra, bạn sẽ gọi bằng cách nào? PS.rút gọn. Tức là ở đầu là có một cái PS rồi. Được chưa? Vậy nếu như bạn có nhu cầu cộng 2 phân số thì bây giờ bạn chỉ cần thêm một cái PS nữa thôi là đủ rồi. Bạn sẽ làm như sau. Cái tư duy nó khá một chút nha. Kết quả của hai cái phân số cộng với nhau sẽ được một phân số mới. Gõ cái chữ phân số ra, nó trùng với cái lớp á. Rồi, tính tổng. Và bây giờ mình chỉ cần có thêm một cái phân số nữa thôi là đủ rồi. Bởi vì muốn gọi được cái này ra thì phải là PS chấm đúng không? Là đã có một cái rồi. Bây giờ mình chỉ cần thiếu một cái nữa thôi là đủ một bộ. Hai cái, để một cái thôi là đủ. Tương tự như vậy tín hiệu nha. Làm tổng hiệu tích hương luôn. Rồi, tính tích và tính thương. Rồi xong. Giờ qua bên cái file CPP cài đặt nè. Bạn coi nè. Kiểu dữ liệu, phân số, tên lớp, phân số, hai dấu hai chấm, tên phương thức, tính tổng, phân số PS, phân số PS 1 đi, PS thôi được rồi. Được chưa? Mình đang đi cài đặt cho nó nè. Cài đặt cho cái tính tổng. Kiểu dữ liệu là phân số, tại vì bên này nè, nó cũng là phân số, hiểu không? Tên lớp cũng là phân số, hai dấu hai chấm, tên phương thức tính tổng. Giờ bạn nhìn nha, mình có một cái phân số tổng. Rồi, A phần B cộng C phần D sẽ bằng gì, bạn nhớ công thức không? Bằng A nhân D cộng B nhân C. Tất cả chia cho gì bạn? Chia cho BD. Chia cho B nhân D. Đúng không? A phần B cộng C phần D quy đồng lên. Tử này nhân mẫu kia cộng mẫu này nhân tử kia. Tất cả chia tờ, chia tích hai mẫu. Rồi, vậy thì nhìn nè. Tổng chấm tử số. Tổng chấm tử số tức là mình đang gọi tới cái tử số của thằng tổng sẽ bằng đít trỏ tới tử số. Đít là thằng nào? Là cái thằng hiện tại. Nhân cho PS chấm mẫu cộng cho PS chấm mẫu cộng cho PS chấm tử nhân cho đít trỏ đến mẫu. Tử này nhân mẫu kia cộng tầm mẫu, mẫu này nhân tử kia. Rồi tổng chấm mẫu là bằng hai cái mẫu nhân nhau, đít trỏ mẫu nhân PS chấm mẫu. Sau đó bạn return lại cái tổng là trả về nguyên một cái phân số. Ở đây đang trả về một cái phân số, ở đây là một cái phân số, bạn return lại với nhau được, trả về được. Nhìn lại nè, khi mà anh muốn gọi cái tính tổng này ra, có phải là anh sẽ làm như thế này nè, có phải anh sẽ lấy là PS1 chấm tính tổng PS2 đúng không? Khi anh muốn gọi nó ra ở hàm main, có phải anh sẽ lấy là PS1 chấm tính tổng PS2. Các bạn hiểu là lấy PS1 cộng PS2. Thì cái deep này nè,
cái deep nó chính là cái PS1 các bạn. Hiểu không? Cái deep ở đây nè, nó chính là cái PS1 nè. Còn cái PS này nè, cái PS này nè, nó tương tự chính là cái PS2 trong dấu ngoặc á. Hiểu vấn đề không? Cái deep chọ cái gì đó, chọ tự chọ mẫu á, cái đó chính là cái PS1, là cái bản thân hiện tại nó đang chấm á. Bản thân hiện tại cái thằng đó gọi tới phương thức thì nó chính là deep. Còn cái thằng PS chấm mẫu này nè, nó chính là cái tham số bên trong. Hiểu vấn đề không bạn? Deep chọ tử nhân PS chấm mẫu cộng PS chấm tử nhân deep chấm mẫu, deep chọ mẫu. Đó. Rồi sau đó là deep chọ mẫu nhân PS chấm mẫu tổng chấm tử, tổng chấm mẫu, cuối cùng thì phân tổng là. Đó là tính tổng đó. Bỏ deep được. Nhưng mà nó nói hồi đó bỏ deep được, chỉ cần để tử số thôi là tự hắn mới hiểu. Tử số này chính là của cái PS1. Nhưng mà anh phải ghi deep rõ ràng để các bạn nhìn vô các bạn hiểu. Hiểu deep chính là cái gì? Chính là cái PS1 nè. Chính là tử và mẫu của PS1. Còn cái PS chấm mẫu số ở trong cái tham số này nè, nó chính là của cái PS2. Lớp mình hiểu cho nó cho anh không? Hiểu được không? Deep chỏ nó chính là cái gì đó là anh chấm tới đó. Còn cái tham số kia nó chính là cái PS2 đó. Rồi, tiếp tục mình làm cái hiệu nè. Hiệu đúng không? À, phân số 2 chấm tính hiệu phân số PS. Rồi bây giờ mình copy lại y chang cái này, mình sửa lại dấu là được. Hiệu thì giờ sửa lại chỗ này là hiệu. Chỗ này là hiệu, hiệu, hiệu. Sửa lại chỗ này là dấu trừ. Sửa lại là dấu trừ, đúng không? Rồi. Tương tự tính tích thì sao? Copy lại nguyên cái đống này đi. Tính tích. Tích thì bây giờ mình sẽ là một cái phân số tích, tích chấm tử. Tử là bằng gì bạn? Bằng deep chỏ tử nhân cho PS chấm tử. Hai cái tử nhân nhau. Rồi. Tích chấm mẫu là bằng hai cái mẫu nhân nhau. Deep chỏ mẫu nhân PS chấm mẫu. Sau cùng bạn return lại cái gì? Tích là xong. Được không? Đó. Rồi. Bây giờ tới cái tính thường nè. Tính thường nha. Nếu như mà ai mà không muốn làm màu mè á, thì chỗ này tính thường á đơn giản là gì? A phần B chia C phần D. Thì thực chất nó chính là, tính thường chính là gì? Nhân cho nghịch đảo. Tính thường chính là gì? Nhân cho nghịch đảo. Cách thứ nhất, bạn có thể tự làm theo cái công thức đưa ra. Cách thứ hai, tại sao mình đã có hàm nhân rồi mình không có biết chế lại cho nó lợi dụng được cái hàm nhân? Cần chi mà viết lại, đúng không? Đã gọi chia tức là gì? Nhân nghịch đảo. PS1 chia PS2 tức là PS1 nhân cho nghịch đảo của PS2, tức là nghịch đảo của cái hàng này nè. Bây giờ anh sẽ tạo ra một hàng nghịch đảo nha. Nghịch đảo. Nghịch đảo của cái thằng tham số này là tử mẫu đảo ngược lại với nhau. Nghịch đảo chấm tử là bằng gì? PS chấm mẫu, đúng không? Và nghịch đảo chấm mẫu là bằng gì? PS chấm tử, nó nghịch đảo lại với nhau. Và hình dung được không? Sau đó anh return lại, return lại cái tính tích, return lại cái deep. Chỗ này là mình gọi tới cái này, đúng không? Tính tích đi. Chỗ này là deep chỏ tới tính tích nghịch đảo. Deep chỏ tới tính tích nghịch đảo. Hình dung được không ạ? Nè. Thay vì á là PS1 chia PS2 thì nó có phải chính là PS1 nhân cho nghịch đảo, tức là 1 phần PS2 không bạn? Hình hiểu không? Thì anh tạo ra một cái phân số nghịch đảo của cái phân số PS này, anh nghịch đảo lại tự mẫu với nhau. Sau đó anh gọi cái deep trở tới tính tích với cái hàng nghịch đảo này. Tức là nó cái khác ở đang nhân tức là nhân đảo ngược lại, tức là chia. Hình dung được không? Chà, thấy đời vậy ta. Ai hiểu không?
chia, tức là nhân nghịch đảo. Anh tạo ra một cái hàng nghịch đảo của cái hàng tham số này. Sau đó anh lấy điếc trỏ tới tính tích. Phải điếc trỏ tới chứ, bạn biết là sao không? Bởi vì á, điếc trong trường hợp này nó chính là cái PS1 nè. Còn cái nghịch đảo nè, nó chính là cái 1 phần PS2 nè. Điếc trong trường hợp này chính là cái PS1. Còn cái nghịch đảo này nè, nó chính là cái 1 phần PS2 nè. Phải làm như vậy rõ ràng nó mới hiểu. Nếu như không có điếc sao nó hiểu được em? Nãy giờ em làm nè, em nhìn nè. Nãy giờ em làm đi, tính tổng đi. Em muốn cho nó hiểu là PS1 chấm tính tổng PS2. Thì điếc này nè, nó chính là PS1. Còn cái phân số PS này nè, nó chính là cái PS2. Thì tương tự như vậy, PS1 chia PS2 thì nó chính là PS1 nhân cho nghịch đảo PS2. Anh đã có cái nghịch đảo rồi nè. Mà bây giờ anh muốn lợi dụng lại bằng cách anh gọi là cái phương thức tính tích. Tính tích thì sao? Một cái gì đó chấm tới cái gì đó. Thì ở đây nè, anh lấy điếc trỏ tới tính tích nghịch đảo. Điếc chính là cái PS1 trong trường hợp này. Còn nghịch đảo chính là 1 phần PS2. Còn tính tích là cái phương thức nhân mà mình đã cài đặt rồi. Lấy hai này nhân nhau. Đó là như vậy đó. Nếu giờ biết khó hiểu có thể là ngược lại. Nghịch đảo chấm tính tích điếc sẽ báo lỗi. Biết lý do tại sao không? Tại vì ở trong cái tính tích nó đang là một cái đối tượng bình thường, trong khi điếc của mình là con trỏ, cho nên phải dùng một cái toán tử sau để lấy cái giá trị con trỏ ra đó. Nếu như em thấy làm như vừa rồi anh không hiểu đúng không, thì anh để ngược lại nghịch đảo tính tích. Ồ nhưng mà coi bộ sai nha. Bởi vì sao? PS1 đang chia cho mà nhân ngược lại lấy nghịch đảo. Cũng như nhau thôi. Ok, nếu để ngược lại thì chỗ này là sao điếc, tại vì là điếc là con trỏ, sao lấy cái giá trị con trỏ ra cho nó mới tương đương là cái phân số PS này. Còn nếu ở đây á, em để là con trỏ luôn thì chỗ này là em bỏ con trỏ cho này đi, nó hiểu. Nếu như chỗ này sửa lại cái này sửa lại hết đó. Được cho lớp mình hiểu được cái chỗ cuối cùng này của anh không? PS1 chia PS2 tức là tương đương là PS1 nhân cho 1 phần PS2. Cái PS1 bây giờ chính là cái nghịch đảo. Nghịch đảo chính là cái này nè. Nghịch đảo chính là cái 1 phần PS2 nè. Còn nhân cho PS1 chính là cái lít đó. Đó. Để cách nào cũng được nha. Lít trỏ tới tính tích của nghịch đảo. Lít chính là PS1 nè. Điếc chính là PS1, còn nghịch đảo chính là 1 phần PS2, tức là hai cái nó nhân nhau. Rồi thử nè, qua bên hàm men thử nha. Cái này nó mới nè, các bạn phải coi kỹ. Rồi cái này giờ anh đóng lại đi. Giờ anh tạo ra hai cái phân số PS1, PS2. Anh nhập hai cái, xuất hai cái luôn. Cao nhập PS1. PS1 chấm nhập. Rồi, CL nhập PS2. PS2 chấm nhập. Có 1, có 2, bây giờ tính tổng hiệu tích thương nha. Tổng hiệu tích thương như nè. Giờ mình có cái phân số tổng là bằng PS1 chấm tính tổng PS2. Đúng không? Tổng là bằng hai này tính tổng với nhau. Tiếp tục, phân số hiệu là bằng PS1 chấm tính hiệu PS2. Phân số tích là bằng PS1 chấm tính tích PS2. Cuối cùng là thương, tính thương PS2. Đó, tổng hiệu tích thương ghi rõ ra. Rồi bây giờ nhìn nè, tổng nha, CL nè, tổng là bằng xuất ra cái tổng, tổng chấm xuất, xuất ra tổng. Rồi tương tự như vậy, hiệu là bằng xuất ra cái hiệu, tổng hiệu. Rồi giờ đến tích nè,
tích thì xuất ra cái tích ở đây. Cuối cùng là thương, xuất ra thương, thương chấm xuất. Đó, tổng hiệu tích và thương. Chạy thử nha. PS1 là 1/2, PS2 là 3/4. Thì bạn coi nè, 1/2 với 3/4 thì là 1 × 4, 2 × 3, 4, 6 là 10, 10/8. 1/2 quy đồng lên là ra 2/4. 2/4 mà trừ đi 3/4 là trừ 2. Trừ 2/8 tức là trừ 1/4 đó. Hiệu là 1 × 3, 4 × 2 là 8. Thương là 1 × 4, 3 × 2 là 4/6. Ở đây nó có rút gọn chưa? Chưa đúng không? Mình gọi nó rút gọn, hàm nó rút gọn đã có rồi. Tổng chấm rút gọn, tổng chấm rút gọn, gọi tới đi đã có rồi mà. Hiệu chấm rút gọn, rồi tích chấm rút gọn, cuối cùng là thương, thương chấm rút gọn. Rồi chạy lại nè, 1, 2 ý bấm lộn rồi, 1, 2, 3, 4 5/4 trừ 1/4 3/8 2/3 thấy rút gọn được không? Được. Đó, bạn hiểu được cái bài tổng hiệu tích thương này của anh chưa? Thấy các bạn có vẻ đau đầu với bài này nha. Hả? Tổng hiệu tích hiểu không? Tổng hiệu tích bạn hiểu đúng không? Nhưng đến hương khó hiểu gì? Thấy là do lại cái biết là nói chỗ phần tổng anh nó bả được mà. Nó hiểu mà. Vì tên bảo cái biết đây anh hiểu nó. Sao? Anh bả thử cái đó rồi đó. Ý em muốn là bỏ luôn cái gì? Rồi chạy lại, để cho nó hiểu rõ bản chất chứ. Gọi lại nè, 1, 2, 3, 4 bình thường. Nhưng mà ý là mình phải để đít để mình hiểu được bản chất của nó chính là cái gì. Đít đang trỏ tới PS1 là nó chính là cái đít. Bình thường mà để tính tích thì bạn phải hiểu tính tích là nó đang lấy cái hạt hiện tại. Hiểu không? Bình thường tính tích là đang là cái hạt hiện tại nó gọi tới rồi. Nhưng mà muốn rõ ràng thì để là đít. Thì bạn phải hiểu đít chính là cái thằng hiện tại là PS1 nè. Nghịch đảo chính là 1/PS2. Còn nếu không thì bỏ đít đi cũng được. Tại vì bản chất là ở ngay bên trong cái nó thì nó đã là đít rồi. Được không? Hiểu không? Ngay bên trong nó là đít rồi, có thể bỏ cũng được. Nhưng mà nếu ghi rõ ràng thì ghi ra. Nè, nếu mà bạn không bạn bỏ đít đi đúng không? Thì cái tính thương nó chính là thế này nè. Bạn nhìn nè, PS1 chấm tính thương. Bản chất cái đít nó chính là cái PS1 nè. Nó hiểu như vậy luôn. Bạn ghi nó hiểu, bạn bỏ đi nó cũng tự hiểu như vậy. Cái gì đang chấm tới nó thì nó là đít. Và nếu như đang ở bên trong cái lớp đó, bạn bỏ đi cũng được, nó tự hiểu luôn. Rồi được chưa? Tổng hiệu tích thương rút gọn, nhập sắc phân số. Tổng hiệu tích thương rút gọn khó không? Chỉ thay đổi lại cái tư duy một chút ở cái chỗ này thôi. Thay vì bên trước bạn phải tạo cho nó hai cái tham số là thế này, bên này á không phải như vậy, bên này là một cái gì đó chấm, chỉ cần truyền một cái vào ở đây thôi, chỉ cần truyền một cái thôi nha. Nếu như bạn truyền hai cái giống như bên trước là không hiểu bản chất đối tượng rồi. Nếu truyền hai cái là bạn đã không hiểu bản chất của đối tượng là như thế nào rồi, truyền một cái thôi. Còn nếu như bạn có nhu cầu tính tổng của 3-4 cái phân số đúng không, bạn cứ làm hai cái trước. Giả sử ABCD cộng với nhau 4 cái. Đầu tiên tổng của AB, sau đó lấy cái tổng đó tiếp tục cộng với C, rồi lấy kết quả tổng sau cùng cộng với D, từng cặp với nhau. Chứ không có ai lại viết hàm cộng 3 cộng 4 thêm hết. Không ai viết hết. Đúng rồi, operator thì cộng được rồi. Hàm phải gọi 2-3 lần. Đúng rồi, có tìm hiểu chưa? Giống mình trước á. Ok, các bạn hiểu rõ bài này chưa? Sao chỗ nào đây dòng máy à? Bởi vì á, hai phân số cộng với nhau thì anh muốn cái kết quả nó trả về sẽ là một cái phân số, thì anh gọi ngay cái kiểu phân số ra luôn. Phân số là một cái kiểu cho mình tạo ra,
khi em khai báo ra một cái class phân số này nè, thì cái phân số này nó là một cái kiểu luôn rồi. Anh muốn là nó trả về một cái phân số, tức là một cái kiểu gì đó nó có trong tay tử và mẫu, để mà anh lấy nó, anh chấm nó rút gọn được. Chứ nếu như nó không phải là cái kiểu phân số, làm sao mà nó chấm được cái rút gọn. Em nhìn nè, cái chỗ này nha, tổng nè, tổng chấm rút gọn nè, rồi tổng chấm xuất nè, nó phải là cái kiểu phân số thì nó mới rút gọn và xuất được. Thành ra mình phải cho nó là kiểu phân số ở đây. Hiểu được lý do tại sao chưa? Là cái kiểu nó có tử mẫu bên trong để làm dễ hơn. Chứ nếu như chỗ này mà em trả về cái số thực á, thì số thực làm sao mà em có thể chấm tới được cái rút gọn hay là xuất ra đâu được đâu, đúng không? Chỗ này em phải là kiểu phân số. Sau này á, giả sử như thế này nha, phân số không rồi, bây giờ nói đến số phức đi. Tính tổng hiệu tích thương hai cái số phức, thì hai cái số phức tổng hiệu tích thương nhau sẽ ra kết quả cũng là một số phức mới. Thì chỗ đó em sẽ để kiểu dữ liệu là số phức nha, là cái kiểu số phức là kiểu em tạo ra. Rồi giả sử như á, em có một cái lớp là lớp học sinh, sau này em cần phải tìm ra một cái thằng học sinh ở trong lớp này có điểm cao nhất, vậy thì cái kiểu trả về của em bây giờ nó sẽ là kiểu học sinh, hiểu không? Nó trả về nguyên một cái học sinh luôn đó, trả nguyên một cái kiểu đó về, chứ không phải là trả về số thực số nguyên gì hết, trả về nguyên một cái kiểu học sinh hỗ trợ cho mình làm bài. Rồi câu hỏi nào khác không bạn? Cái này có thể hơi khó hiểu với những bạn mới học đúng không? Về nhà coi kỹ lại bài này nha, hình dung coi kỹ lại bài này để hình dung ra, xử lý khá là nhiều nha. Có ai thắc mắc chỗ nào nữa không ta? Nói em. Đúng rồi, nhập cái mảng. Nhập cái mảng thì mỗi lần em sẽ cho nó là hai cái. Thôi bây giờ thế này nha, bài này xong đúng không? Giờ anh mô phỏng thử cho coi, nếu là 3 phân số hay 4 phân số làm sao nha. Thử nè. Giờ mình có một cái thế này. Giả sử nha, mình có phân số PS1, PS2, PS3, PS4. Thì em nhìn nè, em có một cái phân số tổng, tổng sẽ bằng PS1 chấm tính tổng với PS2 là được kết quả tổng đúng không? Nó lưu vô tổng. Sau đó tổng sẽ bằng cái tổng đó chấm tính tổng với PS3. Tức là nó lấy cái tổng đó tính tổng với PS3 được kết quả mới trả về cho tổng. Rồi lại cái tổng đó bằng tổng chấm tính tổng với PS4. Đó. Bản chất em làm cái dòng lệnh, ví dụ như em làm A cộng B cộng C cộng D, thì thực chất nó làm thế này nè. Thực chất nó lấy A cộng B được kết quả xong, lấy kết quả nó cộng tiếp với C, rồi lấy kết quả nó cộng tiếp với D, là 3 dòng thế này. Là coi như là tổng của 4 cái cộng với nhau đó. Tổng của 4 cái cộng với nhau là như vậy. Ồ, khó hiểu lắm hả? Dài đúng không? Giả sử như bây giờ mình có một mảng các phân số đi. Một mảng, mảng là dùng cái gì bạn? Vector. Bạn nhớ cái này không? Vector. Rồi, thử nha. Vector phân số ARR là array á. Rồi, anh cho array này nó có 5 phân số đi. Có 5 phân số nha. Rồi, bây giờ nè, đầu tiên anh tạo ra một cái phân số tổng là bằng ARR 0, cho đại nó là 0, không tổng bằng 0 cũng được. Rồi lấy size của nó ra, size là bằng ARR chấm size for in y bằng 0, y nhỏ hơn size y cộng cộng. Không mà nó không hiểu đúng không? Làm thế này. Ồ, ở đây không truy xuất được tới tử mẫu đâu, tại vì em chưa học cái getter setter. Rồi bây giờ làm thế này, cho đại nó là ARR 0 luôn. Chỗ này là sẽ là 1.
Rồi nhìn nè. Tổng là bằng tổng chấm tính tổng ARR thì. Rồi hiểu không? Đầu tiên tổng là hàng không, sau đó chạy từ 1 cho tới cuối, lấy hàng không đó là tổng đó cộng với ARI được kết quả mới cập nhật vô tổng, chạy sang cái hàng khác lấy cái quả tổng đó cộng tiếp vô cái hàng khác trả về cho tổng, cứ như thế chạy tới cuối cùng là được cái tổng đó. Hiểu cách làm này không? Hiểu cách làm này không ta? Đó thực chất là được xây dựng dựa trên cái tính tổng của hai phân số thôi, chứ không phải là cần chi phải làm nhiều dòng hết. Anh mở lại cái này nha, anh mở lại cái này ra để cho các bạn kia dễ nhìn theo dõi đó. Rồi được chưa, hiểu bài này ha? Được chưa? Nếu nhu cầu tính tổng nhiều phân số, chỉ đơn giản là viết được cái hàm, viết được cái phương thức tính tổng của hai, rồi từ cái tổng hai là mình sẽ làm được cho bất kỳ những cái dạng nào khác hết là đều được hết nha. Các bạn nhìn kỹ lại cái bài một chút, nhìn kỹ lại một chút nữa nha. Đó, né cái đầu qua chút. Làm dáng đi, làm dáng đi. Dạ. Ê trời, chưa, không sao, anh chụp cũng chưa được rồi. Tức quá, tức lên được rồi. Hả? Cái này được chưa? Các bạn hiểu được cái này chưa? Rồi ha, mình lưu clip lại giải lao chút nha.